Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một món ăn vặt nữa nhé. Đó là bánh chuối hấp các bạn ạ. Đây là sản phẩm của mình, bánh chuối hấp nước cốt dừa đấy ạ. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho món này đó là chuối tây chín, các bạn chọn là cả để càng chín càng tốt nhé. Tất nhiên là ở chín là mức độ ăn được chứ không phải là chín quá các bạn ạ. Và tiếp đến là bột năng và nước cốt dừa. Và mình có ăn kèm một chút lạc rang đã đập dập rồi đấy ạ. Các bạn hấp bằng chuối tây rất là thơm. Và tiếp đến đó là rượu đường. Bây giờ mình và có một chút muối để mình cho vào cái lúc mà ướp chuối đấy ạ. Bây giờ mình tiến hành cách làm như sau nhé. Chuối mình gọt vỏ này. Và sau đó mình thái miếng mỏng như thế này. Đấy các bạn thái như vậy. Và các bạn thái là theo miếng, nhưng mà thường thường chuối hấp là phải thái như thế này các bạn ạ. Sau khi các bạn thái xong nhé, các bạn cho chuối vào bát. Tức quá, trả thêm một quyển là đúng tức. Các bạn cho một cái bát như này để mình ướp đường. Các bạn cho hết chuối vào bát. Và tiếp đến là mình bắt đầu cho một chút muối vào nhá. Một tẹo muối thôi các bạn ạ, để cho cái chuối của mình nó thêm độ đậm thôi. Tí tí thôi các bạn ạ, đấy. Và tiếp đến là các bạn cho đường nhá. Bởi vì cái chuối này nó ngọt rồi nên các bạn chỉ cần cho một thìa đường thôi. Bởi vì tí nữa mình chế nước cốt dừa mình cũng có đường mà. Đấy các bạn trộn đều lên và các bạn để ngâm từ ướp đấy khoảng 5 đến 7 phút. Sau khi mình đã ướp đủ thời gian rồi thì bây giờ các bạn cho chuối vào một cái bát nhé. Bình thường các bạn có một cái hộp thủy tinh nào đấy cũng được. Và bây giờ mình cho bột năng vào các bạn ạ. Bột năng ở đây thì mình hòa ra, sau đó mình mới đổ lên. Để khi mình hấp nó không bị rón hòn và nó sẽ không bị sống ở giữa. Đấy các bạn cho bột năng vào, sau đó các bạn trộn đều lên nhé. Và các bạn vừa cho thêm một chút nước cốt dừa rồi đúng không ạ? Này các bạn trộn đều lên làm sao cho cái bột năng nó ngập chuối, ngoài nước ra nó ngập chuối là được. Đấy bây giờ mình cho thêm một chút nước cốt dừa vào để cho khi mình ăn chuối cũng rất là thơm. Lúc cho thêm là chỉ cần ít thôi các bạn ạ. Các bạn trộn đều lên nhé. Để khi mình ăn cái miếng chuối nó cũng thơm mà. Các bạn lưu ý là các bạn dùng chuối hấp này. Các bạn dùng chuối chín kỹ vào nhé. Nếu mà nó chín không kỹ là khi mình ăn nó rất là chát. Đặc biệt là hấp chuối thường thường là họ phải lấy đúng chuối tây các bạn nhé. Chứ các bạn hấp chuối tiêu là sẽ không thơm nữa. Đấy thì bây giờ bình thường ra là các bạn cho vào một cái khay thủy tinh ấy. Các bạn có thể quét qua một chút dầu hoặc mỡ thì các bạn đổ cái chuối này lên cũng được. Còn đây là mình nót một cái lớp màng bọc thực phẩm xuống dưới. Đấy mình nót một cái lớp màng bọc thực phẩm xuống dưới như thế này. Để mình hấp nó không bị dính và khi mình lấy ra rất là dễ dàng. Thế này nó hơi căng như vậy mà mình phải để chùm xuống.
Sau khi được rồi thì các bạn đổ chuối vào nhé. Trời ơi, chua lối. Các bạn đổ chuối vào. Các bạn đổ chuối vào để các bạn dàn đều ra xung quanh bát. Sau đó mình gấp cái miếng màng bọc được tận màng ra cho không bị hở các bạn nhé. Bởi vì sao mình bảo không hở là vì khi mình hở nó sẽ bị rơi những cái hạt nước khi mình hấp vào. Như vậy mà các bạn đậy kín vào. Đấy xong rồi. Thế bây giờ các bạn có thể mang bát đi, các bạn để vào một cái nồi nhé. Đấy mang đi mình hấp này. Mình để vào một cái nồi có thể ngập mà đến 2 phần nước nhá. 2 phần hoặc 1 phần 2 cũng được. Nước các bạn đậy vào các bạn hấp từ 20 đến 25 phút thôi là được đấy các bạn ạ. Trong thời gian hấp chuối thì bây giờ mình đi nấu nước cốt dừa á. Trong nồi của mình đây là nước cốt dừa này. Và đây mình cho một chút bột năng vào. Mình cho một chút bột năng vào với nước cốt dừa này, nẫn nộn này. Sau đó là mình cho đường vào luôn này. Đấy, mình cho đường, mình cho hai thìa đường thôi các bạn ạ. Đấy, mình bắt đầu mình đi nấu cái nước cốt dừa này nhá. Đấy, các bạn quấy, cứ đến quấy đến khi mà nó sôi cho nó chín bột năng thì là được. Bắt đầu sôi rồi đấy. Ở đây là mình cho ít nước cốt dừa quá, do vậy mà nó nổi cái màu bột năng lên, mà nó thành màu hơi đục đục chứ nó không được trắng tinh đúng không ạ. Nhưng không sao, rất là thơm các bạn ạ. Bởi vì những cốt dừa mình mua nguyên chất, do vậy mà nó rất là thơm. Đấy các bạn thấy sôi rồi đúng không ạ. Đấy, sôi rồi các bạn đánh đều cho nó chín là được. Các bạn bắc ra để nguội nhá. Và bắt đầu mình kiểm tra cái nồi hấp của mình đã ok rồi đây ạ. Bây giờ các bạn bỏ ra cho nguội. Cho nguội sau đó mình cắt miếng cho ra bát thưởng thức thôi. Đấy, sau khi chuối đã nguội rồi này, nước cốt dừa đã ok rồi này. Thế là bây giờ mình cho ra bát để ăn nhé. Đấy, các bạn có thể lấy luôn ra thớt. Các bạn cắt hoặc các bạn có thể cầm trên tay các bạn cắt được. Đấy, rất là dễ dàng. Và các bạn có thể chẳng cắt, các bạn sắn từng lấy thìa các bạn sắn cũng được mà. Đấy, rất là dẻo đấy các bạn này. Đấy, rất ngon đúng không ạ. Mà đen đen đây là do cái chuối thôi ạ, không sao các bạn ạ. Không tuyệt vời. Sau đó mình cho ra bát nhé. Dùng thìa các bạn sắn cũng được. Rất là dẻo luôn. Các bạn có thể ăn một lần, các bạn có thể để vào tủ lạnh, các bạn để dành cũng được. Nhưng mà mình thấy ăn cái này mà để dành cho đều từ lạnh là nó hơi cứng. Đấy, sau khi các bạn đã cắt vào bát rồi thì bây giờ các bạn cho nước cốt dừa vào nhé. Các bạn dấy nước cốt dừa mình vừa chế lên. Vì trong cái nước cốt dừa này nó có cả bột năng, do vậy mà nó rất là sánh dẻo đúng không ạ. Mình cho ít nước cốt dừa, do vậy mà nó thành màu trắng đục, chỉ có mùi thơm nước cốt dừa thôi, còn đâu là bột năng. Đây, và các bạn có thể ăn kèm với cả nạc giang hoặc dừa lạo nhé.
Cái ăn kèm này thì tùy các bạn thích ăn nhiều hay ăn ít đấy là tùy các bạn nhé. Các bạn xúc miếng cốt dừa bánh chuối thì các bạn ăn sẽ có ngon không? Rất ngon các bạn ạ. Thơm mùi cốt dừa, ngọt vị chuối, sánh dẻo, bột năng rất ngon. Xin chúc các bạn làm và thành công nhé. Để được những món ăn vặt thật khoái khẩu nhé. Thế là sản phẩm bánh chuối hấp nước cốt dừa của mình đến đây đã xong rồi. Nếu các bạn theo dõi video của mình mà thích thì nhớ like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Rất mong được sự quan tâm và chia sẻ đóng góp ý kiến của các bạn. Xin chúc các bạn thành công để tạo ra được những món ăn vặt thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.